Chuyện các nhà làm game kiếm tiền thông qua việc bán game và vật phẩm ảo đã chẳng còn gì xa lạ. Nhưng bạn đã thấy nhà làm game nào kiếm tiền từ việc quảng cáo máy cày hay chưa? Đó là trường hợp hoàn toàn có thật xảy ra đối với Studio Giant Software. Tựa game Farming Simulator của studio này đã leo lên top 1 trong thể loại giả lập làm nông với 25 triệu bản game bán ra cùng với 90 triệu lượt tải xuống trên di động. Danh tiếng của Farming Simulator vươn xa đến nỗi hàng năm Giant Software nhận được hàng trăm lời đề nghị hợp tác quảng cáo tới từ các nhãn hàng máy cày, máy kéo, máy gặt, vân vân và máy mây. Rõ ràng trong số những người chơi game này có một lượng lớn đã, đang và muốn trở thành nông dân chuyên nghiệp. Vậy nên việc đưa sản phẩm của mình vào game là một cách quảng cáo hướng tới đối tượng cực kỳ thông minh và hiệu quả. Tuy nhiên thì số lượng máy móc trong mỗi phần game Farming Simulator chỉ có hạn, vậy nên các nhãn hàng đã làm đủ mọi cách để lấy lòng Giant Software từ việc cung cấp cho họ mọi thông tin chi tiết về sản phẩm, đưa bản thiết kế để họ mô phỏng, thậm chí còn chờ game ra bản update để tung ra sản phẩm mới. Người được lợi nhiều nhất thì chắc chắn là Studio Giant Software vì vừa bán được game lại vừa có tiền quảng cáo.